Xin mến chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với lượt thi đấu thứ 3 trong khuôn khổ giải bóng đá 15 VSport tranh cúp Bama năm 2024, cặp đấu giữa câu lạc bộ Úc Khờ và câu lạc bộ sân bóng Huy Khang. Úc Khờ sẽ là đội giải bóng trước, hiệp đấu thứ nhất đã bắt đầu. Trận đấu của sân bóng Huy Khang, đại diện của Mỏ Cày Nam cũng không có nhiều sự thay đổi so với lượt thi đấu đầu tiên. Hoàng Vinh, ở trong lượt đấu thứ nhất của mình thì câu lạc bộ sân bóng Huy Khang đã vượt qua được câu lạc bộ Mỹ Trúc của Châu Thành với tỷ số là 5-1. Quang Vinh, Vĩnh Phúc và Thế Văn đều đã thi đấu rất hay ở trong lượt trận đó. Đây là lượt trận ra quân của các thủ Úc Khờ. Úc Khờ đã được nghỉ ngơi so với bốn đối thủ của mình ở trong hai lượt trận đầu tiên. Sơn Đạt, Úc Khờ là đại diện của Mỏ Cày Bắc nha mấy bạn. Sân nhà của mấy bạn Úc Khờ là sân Hải Đăng. Phạm Minh Đạt, Phạm Minh Đạt má số 9, số 7 Nguyễn Minh Nhật, số 11 Lê Quốc Lâm, số 8 Võ Minh Đạt cùng với thủ môn là Nguyễn Đoàn Việt Phương. Nỗ lực đến từ đội trưởng Nguyễn Thanh Hoàng. Đá một góc cho Mỏ Cày Bắc. Trận derby thành Mỏ Cày, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc đã đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở trong lượt đấu cùng với câu lạc bộ Mỹ Trúc. Vĩnh Phúc còn có tên thường gọi là Phúc Trâu hay là Phúc Toro nha các bạn. Sơn Đạt, cái tên cũng phản ánh đúng với lối chơi và thể lực của Vĩnh Phúc. Ở lượt trận đấu trước lượt trận này, lượt trận thứ hai thì đó là cặp đấu giữa câu lạc bộ Hồ Phong và lớp 14. Và can thiệp chính xác của thủ môn Việt Phương. Không, xin lỗi, đó là thủ môn của sân bóng Huy Khang, thủ môn Minh Đăng. Sơn Đạt là người cắt bóng ban đầu. Minh Đăng và Tấn Khang đều bắt rất hay. Ở trong lượt trận đấu đầu tiên thì Tấn Khang bắt ở hiệp 1, Minh Đăng bắt hiệp 2. Minh Đăng trong lượt trận đấu thứ hai thì đội bóng của Hồ Tăng Tấn Tài, đó là câu lạc bộ Hồ Phong, đã giành được chiến thắng trước cao thủ lớp 14 Vĩnh Phúc. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là lượt trận đấu đầu tiên của các đội bóng thôi các bạn. Không vào, hoan hô thủ thành Minh Đăng. Cú đá, thủ thành Minh Đăng lại tiếp tục đổ người chính xác ở tình huống dứt điểm thứ hai. Vĩnh Phúc, nỗ lực của Minh Nhật. Thanh Hoàng, Minh Đăng là người can thiệp chính xác. Những tràng pháo tay liên tiếp đến từ Mỏ Cày Bắc cùng với Mỏ Cày Nam. Rất hay. Minh Nhật xử lý khéo. Quả đá phạt góc. Đó là một cú đá chìm và đường chuyền căng ngang của Lê Quốc Lâm.
Ở mùa giải này thì nhà tài trợ chính cho giải U15 Vsport đó là đơn vị sữa Bama Kuala Trum, nhà tài trợ vàng đó là Fiji Milk, nhà tài trợ bạc là hệ thống siêu thị Jerry. Quang Vinh. Thanh Hoàng. Quang ơi. Phía đền của sân bóng Huy Khang cũng có sự góp mặt của anh chị chủ đó là anh Tý cùng với chị Diễm, chị Diễm Linh. Chủ sân bóng Huy Khang cũng sắp xếp thời gian của mình tham gia cổ vũ trực tiếp tại sân NCT Sóc Khơ. Sơn Đạt. Quang Vinh. Minh Nhật. Ngoài các nhà tài trợ chính và nhà tài trợ bạc, nhà tài trợ vàng, chúng ta cũng phải nhắc đến NCT Sóc Khơ, những đơn vị tài trợ đồng hành, đơn vị nhà tài trợ Cool Baby, NCT. Và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 Phạm Minh Đạt, cộng đồng thể thao Vsport, bóng thi đấu soccer, đơn vị báo pháp luật nước giặc Boracon cùng với nhà tài trợ Linabon. Quang Lâm. Sơn Đạt. Và 1-0 cho Huỳnh Sơn Đạt cùng với câu lạc bộ bóng đá sân bóng Huy Khang. Đó là một pha kết thúc bằng chân trái Quý Liêm Chìm. Ngô Minh Nhật. Quang Vinh. Vĩnh Phúc. Sơn Đạt. Sơn Đạt chơi cũng rất là ăn ý với bộ ba Thiên Chương Vĩnh Phúc. Và Thế Văn. Quang Vinh. Minh Nhật. Thanh Hoàng. Vẫn là bạn Hoàng. Minh Đạt. Từ xa. Minh Đăng là quán xuyến được tình hình. Thế Văn. Quang Vinh. Nỗ lực thực hiện đường chuyền đến cột 2 đã chạm vào đội trưởng Ngô Minh Nhật đi ra ngoài. Qua đầu góc. Quang Lâm. Ba. Một điều cho các cầu thủ đến từ Mỏ Cày Bắc, Úc Khơ. Cho mấy gì bạn.
Người vừa ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 11 Lê Quốc Lâm. Trận derby Thành Mỏ Cày đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn, giống như là sự chờ đợi của người hâm mộ Bến Tre. Trương Vinh, Minh Nhật rất khó chịu pha xử lý của Lê Quang Lâm. Quang Lâm nhận thấy góc sút của mình là hơi hẹp nên đã quyết định đột phá vào trung vòi trung lộ. Quả đá biên, Quang Lâm Minh Đạt, Võ Minh Đạt, Lê Quang Lâm, Minh Đăng, Vĩnh Phúc, Huỳnh Sơn Đạt. Sơn Đạt và Lê Quốc Lâm là hai cầu thủ đã ghi bàn cho hai đại diện của Mỏ Cày, một người Bắc và một người Nam ở trong lượt trận đấu thứ ba. Minh Nhật, cú bắt vô lê bằng chân trái khá căng, nếu như bóng đi thấp hơn sẽ là một tình huống nguy hiểm ở cự ly vừa rồi. Cú đá của cầu thủ mang áo số 1 Lê Quốc Lâm. Hoàng Vinh, Minh Nhật, nỗ lực của đội trưởng Minh Nhật. So với Mỏ Cày Bắc thì Mỏ Cày Nam có được lợi thế là đã nghỉ ngơi so với đối thủ trong buổi sáng này. Huỳnh Đạt, Minh Đạt, Quốc Lâm, Huỳnh Đạt, Vĩnh Phúc, Thế Văn. Minh Đạt đánh đầu rất đáng tiếc cho Lê Quốc Lâm. Quốc Lâm đã có 3 tình huống nguy hiểm trong Vĩnh Phúc vừa rồi. Đường chuyền hơi vội vã của Thế Văn. Minh Nhật, Minh Đạt, Võ Minh Đạt. Đội hình cốt cờ có hai bạn Võ Minh Đạt và Phạm Minh Đạt. Minh Nhật, Quốc Lâm đã có lỗi, lỗi thuộc về Sơn Đạt. Hai đội bóng thi đấu cũng màu áo tiệm cận với nhau nha mấy bạn. Cái lì của đá phạt là sát với vòng cấm địa của một khung thành của Mỏ Cày Nam. Quốc Lâm, Minh Đăng, Quang Vinh, Huỳnh Đạt, trong trận đấu này thì Huỳnh Đạt được trao trọng trách khá nặng nề, người sẽ kết nối ở các tuyến của đội nhà. Cầu thủ mang áo số 8 di chuyển tương đối rộng, bóng đã chạm vào một cầu thủ của Mỏ Cày Bắc đi ra ngoài. Chưa thể dứt điểm, pha băng lên của người đội trưởng Trần Quang Vinh. Quang Vinh ở mùa giải năm nay được trao nhiệm vụ là phòng ngự nhiều mấy bạn. Quang Vinh không có nhiều tình huống dâng cao tấn công. Quang
Huỳnh Đạt. Hoàng Vinh. Minh Nhật. Minh Đạt. Phạm Minh Đạt. Hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 1-1. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa hiệp hai đã bắt đầu, trận đấu giữa câu lạc bộ Úc Khờ và câu lạc bộ Sân bóng Huy Khang ở lượt trận đấu thứ ba khuôn khổ giải bóng đá U15 Vsport tranh cúp sữa Ba Ma. Cơ hội đầu tiên đã trôi qua, cơ hội được tạo ra bởi các cầu thủ đến từ Mỏ Cày Bắc. Trận đấu này được xem là trận derby của thành Mỏ Cày, với hai đại diện đến từ Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Ngô Minh Nhật. Sân nhà của các bạn sân bóng Huy Khang đó là sân Huy Khang, xã Đình Thủy, huyện Mỏ Cày. Mỏ Cày Nam còn các cầu thủ đến từ Úc Khờ, sân nhà là sân Hải Đăng, chợ Ba Vác, Mỏ Cày Bắc. Tấn Khang.
Ngô Nhật, Huỳnh Đạt rất chịu khó tranh chấp. Bóng đã chạm vào thủ môn đi ra ngoài. Thủ thành Trần Vinh. Vẫn là Bình Đăng. Minh Đăng. Ngô Nhật. Võ Minh Đạt. Tấn Khang. Quả đá biên. Phong lên sau trận đấu giữa Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ Mỹ Trúc và câu lạc bộ Hồ Phong. Tất cả các trận đấu đều sẽ được phát sóng trọn vẹn trên hai nền tảng Facebook truyền thông thể thao Gold Play và bóng đá đường Bến Tre. Huỳnh Đạt. Thiên Chương. Bình Phúc. Huỳnh Đạt. Bóng đá chạm vào Thanh Hoàng. Trước khi bước vào mùa giải này thì Thanh Hoàng hay là Ngô Nhật đều thường xuyên tham gia vào các giải đấu của bóng đá đường Bến Tre. Quang Vinh, đặc biệt là hệ thống Ice Cold John Talon. Cú đá cuối cùng là của Vĩnh Phúc. Cú đá cũng chưa thật sự đủ lực. Bóng đá chạm vào cầu thủ đầu bạn đi ra ngoài. Vĩnh Phúc. Ngô Nhật là người chạm bóng. Huỳnh Sơn Đạt. Thanh Hoàng. Bình Phúc. Thế Văn. Thế Văn qua người hay. Sơ Cơm Ba. Thanh Hoàng. Quang Vinh. Người băng ra là Lê Quốc Lâm. Quốc Lâm là một trong những điểm sáng của câu lạc bộ Úc Gờ cùng với Nguyễn Bình Nhật và người đội trưởng Thanh Hoàng. Trận đề bi vẫn đang bất phân cao thấp, tỷ số 1-1. Mặt bóng Lê Quốc Lâm. Bóng đã chạm vào Bình Đăng, quả đá một góc cho Mỏ Cày Bắc. Khá nguy hiểm. Đâu được, nó dính chung mà. Cái này cũng làm chung mà, đâu có để riêng đâu. Minh Đăng. Cú đá của cầu thủ mang áo số 1 vừa mới được tung vào sân, Trịnh Gia Huy. Trịnh Gia Huy. Bình Phúc.
Mỏ Cày Nam thường xuyên có những đường trả về tuyến 2 và những đường căng ngang cực kỳ nguy hiểm cho các người đồng đội băng lên dứt điểm. Lối chơi này cũng được các cầu thủ của Hồ Phong Thạnh Phú triển khai hiệu quả trong lượt đấu của mình. Trước cầu thủ lớp 14, Huỳnh Đạt. Đây sẽ là cơ hội phản công cho các cầu thủ đến từ Mỏ Cày Bắc. Minh Đăng là người đã tỏa sáng. Nếu không, thế trận đã có sự thay đổi nếu như Minh Đăng không tỏa sáng kịp thời. Tình huống mất bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ đến từ Mỏ Cày Nam. Thủ thành Minh Đăng cũng khá lì lợm các bạn. Cú đá của Bàn Đạt cũng rất là căng. Phía Úc Khờ. Lê Quốc Lâm. Minh Đăng. Trong trận đấu này thì Minh Đăng đã bắt xuyên suốt cho đến bây giờ các bạn. So với trận đấu đầu tiên thì Tấn Khang cũng đã bắt chính trong hiệp 1. Minh Đăng thì vào chơi trong hiệp 2. Thanh Hoàng. Minh Nhật. Ở trong mùa giải này thì ban tổ chức cũng đã cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ và năm đội bóng cũng như là cổ động viên, người thân gia đình đến tham gia ủng hộ cho các bạn tại sân. Đó là những nỗ lực của ekip cũng như là ban tổ chức bóng đá đường Bến Tre trong năm 2024. Thanh Hoàng. Không hề có lỗi. Vĩnh Phúc. Phối hợp cùng với Gia Huy, Vĩnh Phúc. Sơn Đạt. Quốc Lâm. Quả đá biên tiếp theo. Tuấn Kiệt. Nhâm Hậu. Không vào. Xét về số cơ hội là Mỏ Cày Bắc tạo ra nhiều hơn trong hai nha bạn. Trận đấu sẽ được tiếp tục lượt trận thứ 3 trong khuôn khổ giải bóng đá U15 V-Sport tranh cúp Bama năm 2024 giữa câu lạc bộ Sân bóng Huy Khang và câu lạc bộ Úc Khờ. Đây là hai đại diện của quê hương Mỏ Cày, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Thanh Hoàng, Nhâm Hậu. Minh Đăng. Võ Minh Đạt.
tranh chấp cùng với Sơn Đạt, Quang Vinh. Ê, Hữu Môn bên nói cái bắt tên gì mấy đó. Thủ thành Trân Vinh đang là người gác đền của Úc Khờ. Ngoài Trân Vinh còn có Đoàn Việt Phương và thủ môn Tấn Kiệt. Ba thủ môn đều đăng ký mà mặc áo số 1. Các thủ môn đều bắt cá hay. Thế hình chung của mấy bạn mỏ cài bắt cũng không hề thua kém so với 4 đội bóng còn lại của mùa giải này. Cú đá của Minh Nhật. Nhà tài trợ chính cho mùa giải này đó là nhà tài trợ sữa Ba Ma. Phi Dimil là nhà đơn vị tài trợ vàng. Hệ thống siêu thị Jerry là đơn vị tài trợ bạc. Cùng với các đơn vị tài trợ đồng hành đó là CT Sóc Khơ, Queen Baby, NCT Football. Phản công cú đá từ xa. Trần Vinh đã phá bóng chiều qua một góc. Cộng đồng thể thao Việt Nam V-Sport, bóng thi đấu soccer, đơn vị báo pháp luật nước giặc Boracon cùng với Lina Bon, dung dịch nhỏ giọt tăng chiều cao. Cú đá quá mạnh của Phạm Minh Đạt. Quang Vinh. Mình đang các cầu thủ đến từ sân bóng Huy Khang đang là một trong những đại diện có được lợi thế sau lượt trận đầu tiên. Sân bóng Huy Khang đã vượt qua được câu lạc bộ Mỹ Trúc. Bàn thắng có phần hơi bất ngờ của các cầu thủ đến từ mỏ cày Bắc. Lê Quốc Lâm, cầu thủ mang áo số 11 là người ghi bàn. Đây đã là cú đúp cho Lê Quốc Lâm trong trận derby. Quốc Lâm đã là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đại diện của mỏ cày Bắc. 2-1 cho Úc Khờ. Úc Khờ nhưng mà không có dễ bị dụ đâu nha mấy bạn. Minh Nhật, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Úc Khờ đã được đền đáp. Cũng phải nhắc đến các cầu thủ của Mỏ Cày Nam đã phải thi đấu một trận so với đối thủ của mình. Thủ thành Trân Vinh. Quang Vinh. Thời gian còn lại tuy là không còn nhiều nhưng mà cũng sẽ là đủ cho những nỗ lực của sân bóng Huy Khang. Huỳnh Đạt. Nắng gay gắt và thời tiết cực kỳ khó chịu nha các bạn. Nếu như các cầu thủ không có đủ thể lực sẽ rất khó để đảm bảo sức khỏe của mình thi đấu xuyên suốt cả trận. Gia Huy. Vượt qua cú đá nguy hiểm của Gia Huy. Trân Vinh là người Minh Nhật. Qua đá biên tiếp theo.
Là thế đang nghiêng về Úc Khờ. Úc Khờ đang đối đầu với một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch và có được lợi thế một bàn. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng ứng cử viên sà bóng Huy Khang có thể tạo nên sự khác biệt hay không. Vâng, vậy là xin chúc mừng cho câu lạc bộ Úc Khờ đã giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu tại trận derby Thành Mỏ Cày năm 2024 với tỷ số là 2-1. Chúng ta cùng gặp lại nhau ở lượt trận thứ 4.